bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đêm diễn cuối cùng của danh ca Ngọc Lan. Phải có người dẫn Ngọc Lan lên sân khấu, đứng một chỗ hát, hát xong lại có người dìu cô xuống vì cô không thấy đường. Ngọc Lan được biết đến là một danh ca lớn, huyền thoại âm nhạc trong nước ra hải ngoại. Cô có nhiều đóng góp đối với nhạc trẻ và tân nhạc Việt Nam sau năm 1975 và được đông đảo khán giả ái mộ, đồng nghiệp kính trọng. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh còn nhận định Ngọc Lan đã tạo ra cả một trường phái âm nhạc riêng mang tên cô. Không chỉ hát hay, nổi tiếng và xinh đẹp như một mỹ nhân, Ngọc Lan còn được biết đến với tính cách hiền lành, thùy mị, khép kín, những tưởng cô sẽ được hưởng hạnh phúc lâu dài. Nhưng cuộc đời cô lại nhiều bi kịch và nước mắt hơn niềm vui. Ngọc Lan qua đời năm 2001, khi còn trẻ, chị mới 45 tuổi. Trước đó cô bị hành hạ trong đau đớn bởi một căn bệnh hiếm là chứng đa xơ cứng, Multiple Sclerosis, MS, một bệnh khử myelin, trong đó lớp vỏ cách điện của các tế bào thần kinh trong não và tụy sống bị hư hỏng. Đây là loại bệnh chưa có thuốc chữa trị. Căn bệnh này khiến đôi mắt Ngọc Lan mờ đi, không nhìn thấy gì và cơ thể suy nhược, thần kinh yếu dần. Trong những ngày cuối đời vì khán giả còn thương chị nên dù bệnh cô vẫn cố gắng đi hát, nhưng phải nhờ người dìu lên sân khấu vì không thấy đường. Giọng hát Ngọc Lan lúc đó không còn tốt như trước vì bệnh tật khiến cô không kiểm soát được hành động của mình. Đồng nghiệp nhìn Ngọc Lan lúc đó rất thương và xót. Ca sĩ Tracy Phương Trinh từng kể lại một kỷ niệm về lần đi diễn chung cuối cùng với Ngọc Lan, sau đó nữ ca sĩ cũng nghỉ hát tới ngày mất. Lúc ấy, Jay-Z vừa vào hậu trường thì thấy Ngọc Lan ngồi trước bàn trang điểm với gương mặt lấm lem như một người hề, son môi đánh loang ra ngoài, mắt kẻ loang lộ, lem tùm lum. Jay-Z vội thốt lên, chị ơi sao chị lại trang điểm lấm lem tùm lum vậy? Dù không quá thân thiết, nhưng thấy Ngọc Lan như vậy, Jay-Z thương lắm. Cô cũng không hề biết chuyện đàn chị bị bệnh, không nhìn thấy gì nữa. Trước câu hỏi của đàn em, Ngọc Lan chỉ cười đựng buồn rồi nói, vì Ngọc Lan không thấy đường nên không make up được. Jay-Z liền ngồi lại tẩy trang cho Ngọc Lan rồi đánh son, kẹ mắt, make up lại để đàn chị lên sân khấu. Đêm đó Ngọc Lan lên hát, mọi người phải rớt nước mắt vì thương người ca sĩ tài hoa bậc mệnh. Phải có người dẫn Ngọc Lan lên sân khấu, đứng một chỗ hát, hát xong lại có người dìu cô xuống vì cô không thấy đường. Khán giả lúc đó không biết Ngọc Lan bị bệnh vì hồi ấy chưa có mạng xã hội như bây giờ nên thông tin không lan truyền. Bản thân Ngọc Lan cũng giấu không muốn cho ai biết. Nhưng dù không biết Ngọc Lan bị bệnh thì khi cô cất tiếng hát, mọi người đều nhận ra không còn như xưa. Ngọc Lan vẫn còn thuộc lời bài hát, nhưng không còn kiểm soát được giọng hát của mình nữa. Cô hát lạc tông, giọng hát không còn ngân nga, truyền cảm nữa, ai cũng thấy thương xót. Tracy tâm sự, các nghệ sĩ ngồi dưới nghe mà khóc vì thương Ngọc Lan. Từ bầu sâu thì anh chị em nghệ sĩ đều rất thương Ngọc Lan. Sau sâu diện đó, Ngọc Lan không còn xuất hiện nữa. Về phía mình, cố nghệ sĩ Chí Tài cũng từng bày tỏ rằng, anh thấy buồn cho Ngọc Lan vì nghệ sĩ nổi tiếng thì bao người ngưỡng mộ, say mê, thần tượng, nhưng đến khi bị một vấn đề gì đó thì bao chuyện xảy ra. Chí Tài kể lại, trong những show cuối cùng đó, nhiều khán giả phát ngôn rất bừa bãi, đứng dưới uống rượu xong nói những câu nói rất khó chịu, trêu chọc, anh đứng đàn cho Ngọc Lan mà xót xa. Sau khi Ngọc Lan hát xong, chính Chí Tài là người đứng ra dìu Ngọc Lan đi vào, anh cứ dìu Ngọc Lan như thế, ở rất nhiều show, anh khẳng định. Những ngày cuối đời, Ngọc Lan dù bệnh nặng nhưng vẫn đi hát vì có một trái tim yêu nghệ thuật đến mạnh liệt. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.